Thưa quý vị, tại Sóc Trăng, nông dân đang thu hoạch lúa hè thu cuối vụ. Bà con rất phấn khởi vì giá lúa tăng hơn so với đầu vụ từ 800 cho tới 1.000 đồng một kg, cộng với năng suất đạt khá nên lợi nhuận cao hơn so với những vụ trước. Và hiện nông dân thì đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch nhanh gọn lúa, đảm bảo chất lượng cung ứng cho các thương lái và kịp vào sản xuất vụ tiếp theo. Xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng với diện tích sản xuất 260 ha, chủ yếu sản xuất giống đài thơm. Hiện nông dân đang tranh thủ thời tiết nắng tốt để thu hoạch diện tích lúa hè thu cuối vụ. Với giá lúa thương lái thu mua khoảng 8.500 đồng một kg, cao hơn so với đầu vụ 1.000 đồng một kg. Theo nông dân, với giá lúa cao cộng với năng suất đạt khá, nên vụ lúa hè thu năm nay, nông dân thu lợi nhuận cao hơn từ 10 đến 15 triệu đồng một ha so với cùng kỳ năm trước. Năm nay thì có số bà con thì cũng bán được số là 8.500, cái năng suất nó thấy cao hơn so với năm rồi vụ này. Lợi những 1 hecta bà con thì theo bà con thu hoạch trước đó thì từ 40 triệu đó lên. Vụ lúa hè thu năm 2024, huyện Thạnh Trị sản xuất được 23.466 ha, đã thu hoạch trên 95% diện tích sản xuất, năng suất đạt 64,7 tạ trên ha. Hiện giá lúa cuối vụ đang ở mức cao hơn so với đầu vụ từ 800 đến 1.500 đồng một kg. Với giá lúa hiện tại, lợi nhuận trung bình từ 30 đến 40 triệu đồng trên ha. Ngay từ đầu vụ xuống giống đó thì cái thời tiết cũng rất là thuận lợi, cái diễn biến mưa thì nó cũng không lớn, do đó là cái kéo theo là cái ngập úng rồi đổ ngã thì nó cũng không nhiều. Đồng thời thì cái năm nay thì cái tình hình dịch bệnh trên cái trà lúa hè thu thì không đáng kể, do đó thì nó cũng không gây ảnh hưởng lớn đến cái năng suất cũng như cái chất lượng của cái lúa hè thu năm 2024. Vụ lúa hè thu năm 2024, toàn tỉnh Sóc Trăng sản xuất được 139.360 ha, năng suất bình quân ước đạt gần 60 tạ trên 1 ha. Hiện giá lúa thơm nhẹ giá 7.600 đến 8.500 đồng một kg và lúa đặc sản giá 8.500 đến 10.500 đồng một kg. Với giá lúa này, nông dân có lợi nhuận cao hơn cùng kỳ từ 10 đến 15%. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của Việt Nam, sản lượng lúa hàng năm từ 24 đến 25 triệu tấn, đóng góp tới 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, thì việc thâm canh liên tục chạy theo sản lượng trong thời gian dài đã khiến cho đất trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị bạc màu, suy thoái. Thực trạng này đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của vùng, gây lãng phí tài nguyên. Việc thâm canh tăng vụ trong thời gian dài, sử dụng phân bón không hợp lý đã làm mất cân bằng dinh dưỡng trong đất, gây suy thoái đất đai. Những con số thống kê của cơ quan chức năng đã chỉ rõ, mỗi năm, vùng đồng bằng sông Cửu Long tạo ra khoảng từ 25 đến 26 triệu tấn rơm rạ, trong đó 70% lượng rơm rạ bị đốt, vùi vào đất, gây ngộ độc hữu cơ, lãng phí tài nguyên, tăng phát thải khí nhà kính. Tại các vùng đất trồng lúa ba vụ của Đồng Tháp, An Giang, áp lực thâm canh tăng vụ dẫn đến sử dụng phân bón không hợp lý, làm cho chất lượng đất giảm. Qua thời gian để duy trì năng suất, người dân buộc phải tăng lượng phân bón trên đồng ruộng, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Trong thực tế canh tác, người dân vẫn áp dụng các kỹ thuật canh tác truyền thống, làm ảnh hưởng đến chất lượng đất trồng lúa, gây suy thoái đất đai, ảnh hưởng lâu dài đến sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, tỉnh Khánh Hòa hiện có 85 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, thì người có uy tín đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng, bảo tồn và phát huy những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Người có uy tín tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa đang góp phần quan trọng trong cộng đồng dân cư, con cháu trong dòng họ thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội miền núi, chương trình nông thôn mới và chương trình giảm nghèo, ba chương trình lớn đang triển khai rất rầm rộ trên địa bàn. Phát huy tinh thần gương mẫu, ông Mấu Quốc Nấm, người có uy tín xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, luôn đi đầu trong các hoạt động của địa phương với nhiều thành tích nổi bật, trở thành tấm gương cho người dân trong phát triển kinh tế, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm để ổn định cuộc sống. Thứ nhất phải có uy tín với bà con, mà trong đó là bản thân mình phải làm. Bà con mới học tập, cũng như anh em trong hàng xóm ấy, học tập, đồng thời là cởi mở một số vấn đề kinh nghiệm mình làm, ấy, mình làm được. Vì kỹ thuật là chăm sóc cây sầu riêng, thì từ khi trồng đến khi thu hoạch, đầu ra
là khi thị trường giá cả thị trường mình không tuyên truyền cho bà con người ta biết được. Với vai trò là cầu nối của cấp ủy, chính quyền, người có uy tín đã tích cực vận động bà con hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhờ am hiểu thông thạo địa bàn, người có uy tín cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con, các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, đồng thời bài trừ các thủ tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình nông thôn mới và chương trình giảm nghèo, ba chương trình lớn hiện nay tỉnh Lạng Sơn đã triển khai rất rầm rộ. Trước mắt muốn bà con mà đi theo mình phải người gương mẫu trước về chấp hành các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bà con mình rất là mong về chủ trương của nghị quyết 09 để huyện An Sơn nói chung và xã Bà Cụm Năm nói riêng là sẽ thoát nghèo, là phải gương mẫu trong cái việc là phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo là an ninh trật tự cũng như là tình đoàn kết của bà con nhân dân ở trên địa bàn. Nên từ đó là chúng tôi cũng nhìn nhận là bản thân là phải luôn cố gắng, phải luôn là tấm gương mẫu là để là được bà con là gửi gắm cái tín nhiệm đối với mình. Để phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân các dân tộc thiểu số, cấp ủy chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc, pháp luật, quốc phòng an ninh, kỹ năng tuyên truyền vận động, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của người có uy tín trong vận động bà con, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Triển khai cho bà con làm sao làm thì trồng cây ăn quả, trồng cây lập vườn để phát triển kinh tế trong năm nay thì giải quyết về hết căn nhà tạm bợ thì chủ yếu là lo làm vườn trước trồng cây ăn quả là cái đó là chủ lực, cái đó là xóa đói giảm nghèo cho nó bền vững. Với những việc làm cụ thể thiết thực, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa đã góp phần quan trọng vào công cuộc gây dựng phát triển đất nước, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tính từ năm 2019 đến nay, đã có 110 tấm gương có uy tín trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Thưa quý vị, Hoàng Su Phì, mảnh đất phía Tây của tỉnh Hà Giang đang vào mùa đẹp nhất khi lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang. Đến nay, ngoài việc ngắm nhìn cảnh sắc kỳ vĩ, nên thơ và trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo, du khách sẽ còn được thưởng thức những đặc sản của mùa lúa chín. Nuôi cá chép trên những ruộng bậc thang đã có truyền thống lâu đời ở Hoàng Su Phì. Ruộng lúa ngập nước khoảng 20-30cm là môi trường sống thích hợp cho loài cá chép nhỏ. Người nuôi dễ dàng quan sát được khi cá lớn, khi thu hoạch thường bắt bằng tay. Rất nhiều du khách khi đến với Hoàng Su Phì cũng được người dân đưa đi trải nghiệm bắt cá chép ruộng. Những con cá bắt được sẽ được chế biến để trở thành món ăn cho chính du khách. Mới đầu thì khó mà càng bắt thì càng thấy nó khó hơn. Đúng rồi, cũng dễ. Nói chung là khi mà biết được cái cách làm sao để bắt cho nó dễ thì là cũng dễ. Cá chép ruộng ở đây là được nuôi thả tự nhiên, nó rất là sạch sẽ nhưng mà nó cũng không to. Nếu mà để nói về làm kỹ quá cũng không cần làm kỹ quá, mình mổ ra mình chỉ cần lấy lòng ra rửa qua là mình có thể sơ chế để ăn được. Ngoài cá chép ruộng, một món ăn được du khách thích thú đó là xôi ngũ sắc. Xôi được nhuộm từ nghệ và các loại lá tạo màu tự nhiên, màu sắc rực rỡ, bắt mắt, hương thơm ngọt ngào của gạo mới, thoang thoảng vị lá cây rừng khiến cho xôi ngũ sắc luôn được rất nhiều thực khách yêu thích và trở thành nét ẩm thực đặc trưng khi nhắc tới vùng cao. Xã cũng có chủ trương là yêu cầu tất cả các homestay là khi chuẩn bị các bữa ăn cho khách thì cũng đảm bảo về an toàn thực phẩm, đặc biệt là khâu chế biến cũng như là tất cả các sản phẩm phải mang tính dân tộc đặc trưng của xã cũng như là của huyện Hoàng Su Phì. Ẩm thực vùng cao giản dị trong cách chế biến, mộc mạc nhưng thực vị như chính con người nơi đây. Không chỉ là thức ăn, ẩm thực còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng thêm sức hấp dẫn của điểm đến và giúp du khách hiểu hơn về truyền thống văn hóa lao động, sản xuất của cư dân sinh sống, canh tác trên những thửa ruộng bậc thang.